UNESCO, nguy cơ các sông băng nổi tiếng biến mất vào năm 2050. Theo báo cáo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO, một số sông băng nổi tiếng nhất thế giới như các sông băng trên dãy đỏ lòm Ai, Italy, ở các công viên quốc gia Yosemite và Yellowstone, Mỹ và trên dãy núi Kilimanjaro, Tanzania sẽ biến mất vào năm 2050 do tình trạng ấm lên toàn cầu. UNESCO đã theo dõi khoảng 18.600 sông băng tại 50 địa điểm di sản thế giới mà tổ chức này công nhận và dự đoán rằng khoảng 33% trong số sông băng này sẽ biến mất vào năm 2050. Số sông băng còn lại có thể được cứu nếu mức tăng nhiệt độ toàn cầu không vượt quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Trong kịch bản lượng phát thải vẫn diễn ra như bình thường, khoảng 50% sông băng tại các địa điểm di sản thế giới này có thể gần như biến mất hoàn toàn vào năm 2100. UNESCO khuyến nghị giới chức các nước cần đưa vấn đề bảo vệ sông băng làm trọng tâm trong chính sách, bằng cách tăng cường giám sát và nghiên cứu, triển khai các biện pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai.